máy rotor CNC được nhập khẩu cung cấp bởi công ty Đại Phúc Vinh. Máy được sử dụng phần mềm Hisun. Đây, chế độ gấp ván tự động và lùa phôi ra. Được nhập khẩu cung cấp bởi công ty Đại Phúc Vinh. Máy có bộ cụm khoan từ T21 đến T29 và bộ thay dao tự động từ dao số 1 đến dao số 12. Máy làm việc rất nhanh hiệu quả, được sử dụng phần mềm Hisun, phần mềm tự động bốc tách. Nhiều chuyên gia đứng ngắm khen máy.
Con chèn này mở lên chưa? Có con chèn mở lên. Được gấp ván, đẩy ván tự động luôn. Rất nhiều người đi xem máy.